bánh trung thu kinh đô tròn vị bánh sáng mãi. Thế chúc kính chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm qua thì em lên cái combo này xong thì tối qua thì bác Thành bác ra điện và bác ấy kết luôn cái combo này. Thực sự nó rất là hay. Cảm ơn bác Thanh rất là nhiều. Bác đã tin tưởng và đặt hàng. Bác bộ dàn này thì dành cho bác Nguyễn Văn Thanh, phố Hội, phố Hội Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại của bác là 0985 và bao số cuối là 453. Bác đã đặt cọc sáng nay, bác bán tiền cho Thanh Trúc và bác bảo làm video nhanh cho bác rồi chuyển hàng cho bác để bác cất kịp chơi chơi trung thu, mà em không nhớ hôm nay âm bao nhiêu mới có kịp không. Cái bộ của bác Thanh ngày hôm nay thì là cái combo ngày hôm qua em lên thôi, chính cái combo ngày hôm qua em lên cho các bác, chưa có thay đổi gì cả. Thì ngày hôm qua em lên là em giới thiệu cho các bác, thì hôm qua bác nghe bác thích quá thì ngày hôm nay bác ấy chốt luôn. Đấy, gồm con đẩy DX2800 công suất 800W một cây, mặt gương và đèn LED nháy rất là đẹp, rất khỏe và tiếng hay các bác nhé. Một con IP100, một con Vanker DB Acoustic hàng chính hãng DC 1100 và một con lọc 231 hàng Trung Quốc, một con mic AV chính hãng AV, cảm biến gia tốc rồi tự ngắt, con này tự ngắt rất nhanh, tự ngắt cực kỳ nhanh luôn, cầm trên tay mà để mà lặng yên cái nó ngắt liền, nó nhạy kinh khủng. Chất lượng rất là hay và có báo pin trên màn hình các bác nhé, và kết hợp với một đôi loa TACT hàng em mới về. Đôi loa này vừa em mở cho bác nghe, đánh trầm cực mạnh luôn, đánh tiếng bass cực mạnh. Con này nếu như hàng xóm nhà bác ngồi nghe được ấy, hàng xóm các bác nghe thì chắc chắn là sẽ nghĩ là nhà ông này có cả trầm, chứ không phải là không có trầm mà không giật tiếng bác này đâu. Như thế thì em giới thiệu nhanh để cho bác Thanh bác về bác sử dụng nhá. Con đẩy thì bác cứ 12 giờ bác để cho em, có thể là bác để to, ngoài trời rộng thì bác để to một chút nữa cũng được. Nhưng trong nhà thì bác để 12 giờ thôi, bởi vì em căn trên này rồi nhá. Khi bác không hát thì bác nhớ vặn về mo rồi bác hãng tắt đẩy đi để ảnh hưởng đến loa của em. Lúc đấy là loa của bác rồi, bác không giữ gì là hỏng của bác phải chịu đấy. Và đây là con vang, em chỉ bác cách con vang nhé. Đây là cái nút chống hú của nó, bác bấm luôn cho em. Nếu mà mang ra ngoài trời thì bác thả ra, còn trong nhà bác bấm vào cho em nhé. Và đây là các cái cổng vào, thì bác có thể lựa chọn bằng input này. Đấy, bác bấm này. Đấy, bác bấm nó sẽ nhảy đi các đèn. Ví dụ là bác dùng Bluetooth thì bác sẽ, khi nó nháy ở chữ BT này, bác lấy điện thoại ra, bác kết nối Bluetooth với máy, với vang và bác hát qua điện thoại nhé. Đấy, còn không thì bác sẽ, cổng quang thì bác sẽ chuyển sang cái OPT này. Đấy, là nó sẽ nhận đường cổng quang. Đấy, chỉ sử dụng cái đường UX1 mà đường Bluetooth và cổng quang thôi, cái đấy là phổ thông cho các bác. Còn cái cách căn chỉnh của con Vanker này thì em đã hướng dẫn rồi, bác vui lòng xem cái video của em, mà không có thì em sẽ chuyển cho bác cái video đấy để bác biết cách căn chỉnh của con Vanker. Rất là dễ thôi. Còn khi mà căn chỉnh ok rồi thì mình sẽ sử dụng ba cái này thôi, mình sẽ không dùng gì đến nó nữa. Đây là cái nút Echo Vol, là cái nút tăng giảm độ nhạy này, cái nút mic tăng giảm mic, music tăng giảm music, thế thôi, dùng ba cái này. Còn cái này mình cài đặt, mình chỉnh mặc định rồi. Còn sang đây con lọc DBX này, hai cái nút này em để nguyên thì bác cứ để nguyên cho em, còn không cần phải ngắt nó đi. Hai cái nút này em chỉnh luôn, cái này bác cũng để tầm giữa hoặc đến một giờ thôi, đừng để nhiều quá, cái nền nhạc nó ra nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nền nhạc dưới này. Còn đây là 62 cần gạt chia hai kênh, thì khoảng đầu là bass, khoảng giữa này là trung và khoảng cuối là treble nhé. Nói thêm cho nó nhanh, bác muốn tăng bass thì bác tăng bass lên, tăng treble lên. Còn khi hát thì bác giảm trung xuống, bác giảm trung xuống vừa phải để cho cái nền, cái tiếng của mình hát ra nó sẽ thoát hơn. Còn khi nghe nhạc thì bác để trung ở giữa cho em, đẩy trung ở giữa cho em và bass treble tăng tùy bác nhé. Còn với con mic này thì theo như bộ em cài đặt như này thì em để mic 24 này. Còn nếu về bác hát không gian rộng ngoài trời thì bác có thể tăng thêm, chứ còn trong nhà bác để 24 bác hát là ra độc lời rồi chứ chưa thấy nhạc đâu. Đấy, tí em hát cho các bác nghe. Rất là thoát, cân loa này đặc biệt tiếng hát của nó rất hay, mà tiếng bass của nó thì cực kỳ tuyệt vời, tiếng bass của nó thì sâu lắm. Tiếng bass của nó làm bằng gân vải thì tẩm dầu gân vải thì ra tiếng bass sâu mà lại mềm. Các bác nhá, nó có điểm lợi như thế. Và nguyên bộ dàn thì em chỉ bác Thanh bác xem qua như thế. Còn bây giờ thì em sẽ test nhanh một đoạn karaoke cho các bác nghe. Và các bác lưu ý rằng một bộ dàn ghép ra chất âm như thế thì các bác phải biết rằng mình dùng những cái hàng chất lượng. Còn trong cái tầm giá này, nếu như các bác vẫn muốn nguyên một cái cấu hình nam thớt và một đôi loa, em thích có thể em sẽ giữ nguyên cái loa này và em thay đổi một
trong hai thiết bị ở trong cái bộ dàn này thôi, nó sẽ giảm đi 1-2 triệu rồi các bác nhé. Vẫn là 5 thớt nhé. Còn nếu mà em lại thay đổi cái đôi loa kia nữa, cũng là loa phun mưa, em thay đổi loa khác thì nó lại giảm tiền nữa. Thì các bác không nên so là cái bộ này 5 thớt, bộ kia ông 5 thớt mà sao ông này cao hơn 1 triệu, ông kia rẻ hơn 1 triệu. Cái đó là không phải. Các bác phải nhìn đến cái chất lượng của nó. Còn bây giờ em chỉ thay thiết bị cái nó giảm đi tầm 3-4 triệu được các bác nhé. Thì cảm ơn bác Thanh rất là nhiều, bác bảo bác xem kênh của em rất là nhiều, bác rất tin tưởng. Bác gọi điện hôm qua và sáng nay thì bác đã chuyển tiền, cảm ơn bác rất nhiều. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu bác cách sử dụng nhé, rất là dễ thôi. Còn về sau này bác có gì thì bác cứ Zalo bác gọi em sẽ xử lý. Còn bây giờ thì em sẽ hát luôn một đoạn để cho bác Thanh và tất cả các bác cùng nghe. Các bác xem video cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em nhé. Và em sẽ đóng hàng và chuyển ngay trên chiều nay để cho nó kịp đến ngày Trung Thu. Em không nhớ này là âm nào bao nhiêu nữa. Bây giờ thì em sẽ hát luôn một đoạn để các bác cùng nghe nhé. Thực chất là nó rất là hay, rất là hay. Tiếng bát của con loa này thì mình phải nói là không phải chê. Tiếng bát nó đánh thì kinh khủng. Em sẽ hát cho các bác nghe một bài. Rất là hay. Cái điện thoại đây mà hoàn toàn là quay điện thoại các bác nhé, không có dây dợ gì đâu và không có trầm đâu các bạn, không có trầm có biết gì đâu, toàn bộ là chạy bằng đôi loa đấy. Đôi loa này cái tiếng bass của nó ra con đi, hai lần cọc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, từ thuở con nằm nỗi sáng chân bão trong chiều ngắt nắng lờ. Lao sao chưa trẻ một dòng ca dao, lao sao chưa trẻ một dòng ca dao. Xin hát về đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, suốt đời làm đồ thương lính che làng bãi dâu bên nước, yêu trọn trên đời mỗi bạn ngừng tay. Xin hát về mẹ, đất nước ơi, xin hát về mẹ, tổ quốc ơi, mấy mùa phong ngàn bước quân thù, Việt Nam phía Bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Tiếng hát của nó thì rất là nhẹ các bác nhé, rất là nhẹ. Có nhiều bác khách trước đây đã mua rồi và mua những bộ dàn 12-13 triệu. Bây giờ gọi điện cho em một sau, chú làm càng ngày càng hay. Bởi vì thực sự với các bác là một bộ dàn trên nhau 3 triệu thôi là chất âm nó đã khác nhau rồi. Chưa nói là một bộ dàn trên nhau đến 6 triệu à, từ 12 mà cho đến 18-19 triệu thì chất lượng khác đi rất nhiều đó nhé. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu đôi đau buồn mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần cọc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im.
đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Từ thuở còn đọc nỗi sóng chăn bão giông chiều ngắt ngắt lửa. Làm sao chưa hè một mùa đông ca dao, làm sao chưa hè một mùa đông ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Tao tận chung thủy như những câu hò lặng trong tiếng gió, đêm thì lại dặn dịu tiếng mẹ ru con. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc. Con gian khổ hát cho những chia đều dẫu no dẫu đói, bạn bè mình chẳng còn ngon bụng vui. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Sáng ngồi buồn khi trăng đã vào cửa sổ đó. Cảm ơn các bác. Các bác xem video thì cho em xin một like và đăng ký kênh cho em nhé. Cảm ơn bác Nguyễn Thanh rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả các bác đã thường xuyên theo dõi video và ủng hộ kênh của Thanh Trúc. Mỗi bộ dàn thì nó có một cái chất lượng khác nhau, vì cái giá tiền nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng các bác nhé. Như lúc đầu video em nói là chỉ cần thay một hai thiết bị thôi là giá tiền sẽ giảm xuống rồi. Và giá tiền giảm thì chất lượng nó sẽ giảm. Và một số bác thì trước đây cũng có lắp một số bộ 12, 13 triệu. Bây giờ bác bỏ sao cả ngày anh làm cả hai bộ, thực sự với các bác rằng là cái số tiền nó đã lên đến mấy triệu thì cái chất lượng nó sẽ khác đi rất là nhiều các bác nhé. Mỗi cái thiết bị thì nó sẽ mang theo một cái chất lượng khác nhau. Và cái bộ dàn này thì em cam kết là hát rất là nhẹ, tiếng rất là trong trẻo và rất hay. Và đặc biệt thì cái đôi loa này nó ra tiếng bass rất là sâu các bác nhé, không hề có trầm, không hề có thiết bị gì cả ngoài đôi loa này thôi. Em thì em không có làm thêm để cho các bác, làm ảo để cho các bác nghe đâu, thu hết sức là thực tế bằng điện thoại thôi. Đấy, thì các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like để cổ vũ em ở những cái video lần sau. Và cảm ơn bác Nguyễn Văn Thanh rất là nhiều. Bác xem kỹ video nhé. Còn vấn đề về con vang này em sẽ chuyển cho bác cái video mà em hướng dẫn chỉnh vang cơ để về bác xem kỹ, bác chỉnh giúp em. Con vang cơ chính hãng DBO Acoustic này tiếng nó rất hay các bác nhé, tiếng nó rất hay. Đấy, và mọi chế độ thì kết hợp giữa chính hãng, ba con chính hãng và ba con Trung Quốc lại một và ba con chính hãng, chất lượng nó rất tuyệt vời nhé. Cảm ơn bác Thanh rất nhiều và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Các bác đăng ký kênh để vui lòng theo dõi những video lần sau các bác nhé.